thì thưa quý vị, trò chơi của chúng tôi ngày hôm nay có tên gọi là Nhanh Như Thoát. Ở đây chúng tôi sẽ mời từng người bước vào một cái vị trí và chúng ta sẽ có cái khăn để đeo mắt này. Âm nhạc sẽ vang lên và khi âm nhạc hết, chúng ta sẽ phải cố gắng tìm được ngồi lên cái chiếc ghế của chương trình. Ngồi nào, người nào ngồi lên được cái chiếc ghế này trước nhất, người đó sẽ là người giành được chiến thắng. Đó không à? Vâng. Và bây giờ chúng tôi xin mời người đầu tiên của chúng ta bước ra đây. Đi với Đạt chơi đi. Dạ vâng ạ. Và hai bạn đã sẵn sàng chưa ạ? 3, 2, 1, bắt đầu. Đi, đi không biết ra. Hết nhạc mới ngồi đúng không anh? Anh đi chỗ khác rồi. Anh đi chỗ khác rồi. Mà các bạn đi mò đi ạ. Ok, bây giờ đi được chưa? Đúng rồi, gần tới rồi, tuyệt vời quá. Tuyệt vời quá, hay quá. Tuyệt vời quá. Quay lại Đạt ơi, quay lại Đạt ơi. Không mi quá nè. Rồi, rồi, đi qua đây, quanh nè. Đi về phía trước Đạt ơi. Đi về phía trước Đạt ơi, đi về phía trước. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Quay lại Đạt ơi. Đội bạn, đội mà đâu? Bên về phía trước, bên tay phải. Bên tay phải. Đi đi thẳng lên. Được rồi. Vâng thưa quý vị, cái ghế của chúng ta đã tìm được đúng chủ. Vâng xin chúc mừng các bạn, như vậy Đạt, các bạn đã giành được chiến thắng với số điểm đầu tiên. Các bạn được 20 điểm, xin chúc mừng các bạn. Ok, thank you. Yeah. Em với chị Châu đi. Lại bước ra đây. Trời ơi, chị sợ em sao? Ai sẽ là người chạm vào cái ghế của chúng ta? Âm nhạc chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Yeah. Đi đâu? Ali đâu? Đi kiếm Ali. Sao chị đu theo em rồi sao em tìm cái ghế được? Chị nhanh lên các bạn ơi, cái ghế trước mặt mình kìa, nhanh lên rồi, nào rồi, rồi, cái rồi, ghế rồi. Trước mặt Ali ơi, bên trái. Bên trái, bên trái, bên trái. Đứng yên đi. Rồi đi về đây, đi về đây, đi về đây. Rồi phải đi. Ali ơi, về rồi, phải đi lại. Đi lên, đi lên xíu. Lùi về sau. Rồi, quay về sau đi thẳng. Xây một vòng Ali, xây đúng vòng luôn. Rồi. Đi thẳng. Chạy tới, chạy tới. Chạy tới, chạy tới. Qua đây anh Nhật. Ali, 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 Ali. À, Ali hả? Chết em với chị rồi, chị sẽ không bao giờ em đi đâu hết. Chị sẽ không để cho em đi đâu hết. Rồi rồi. Rồi rồi. Thẳng luôn. Bên bên bên. Ở kia đâu? Ở kia đâu? Bên phải. Đó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Thưa quý vị. Ủa xong chưa, xong chưa? Xong rồi. Cuối cùng xin được chúc mừng đội của Chế Nguyễn Quỳnh Châu đã ngồi được vào chiếc ghế, được cộng 20 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Và bây giờ lượt thi đấu cuối cùng. Ai sẽ là người giành chiến thắng trong vòng 1 này? Xin mời hai thành viên của mỗi đội bước ra. Rồi, chúng ta chuẩn bị cho phần thi của các bạn. 3, 2, 1, bắt đầu. Nó dừng lại, té. Anh Khang, anh bồng ghế đi đâu rồi? Đứng yên một chỗ đi. Ôi, đứng yên chỗ đâu có gì đâu vui. Đi luôn kìa, đi luôn. Khoát vai đi, khoát vai đi Đạt. Khoát vai đi Đạt. Khoát vai. Ừ, nhìn về một hướng dễ hơn nha. À, sao anh Nhật làm tí tí nha, chụp nhau với Đạt không hồi thiếu. Ghế, phía trước, phía trước. Để trái, đi thẳng. Chơi đứng lại. Rồi, chụp đi, ê. Dừng lại. Quay lại. Anh Nhật với Tiên đằng sau quay. Rẽ phải, hai người rẽ phải. Rẽ phải. Hai người đi thẳng. Trái. Hai người đằng sau quay. Rồi, đi thẳng luôn. Đi trái. Dừng lại. Ai người trước là giành được chiến thắng. Chơi rồi. Duyên rồi. À, mệt quá trời ơi. Mệt quá. Vâng, thưa quý vị, như vậy trong phần thi này đội giành trực chiến thắng đó chính là các bạn của đội trẻ tuổi đã được cộng 20 điểm, xin chúc mừng. Yeah. Thưa quý vị, như vậy ở phần thi này tạm thời đang vươn lên với số điểm là 40 điểm so với 20 điểm, xin được chúc mừng đội trẻ tuổi, đội Huế và đồng bằng, cố gắng lên nha. Chào mừng quý vị đang cùng đến với vòng 2 tiếp theo của chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao.